chào mọi người và các chiến hữu đã trở lại kênh Hoàng Dũng 091 Hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ đến với tất cả mọi người và các chiến hữu Một cái mẫu chữ 3D như trên màn hình mọi người đang xem nha mọi người Thì cái mẫu chữ 3D này được mình tạo ra từ một cái app Trung Quốc nha mọi người à, Đó như trên màn hình mọi người đang xem đó xem. Nó xoay lọt đủ chiều đủ hướng à, Muốn sao có đấy nha mọi người Rồi và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau cầm chiếc điện thoại lên và chia sẻ cái app của Trung Quốc này nó như thế nào nha mọi người và ok nào chúng ta hãy cùng cầm chiếc điện thoại lên nhé rồi và ok sau khi cầm chiếc điện thoại lên thì ta vào menu ứng dụng đây nha mọi người ta tìm ra cái app này đây app này là app Trung Quốc nha mọi người đó thì uh, trong tất cả mọi người chúng ta nếu ai thích thì uh, vào đường link oh, xin lỗi vào zalo mình gửi đường link cho nhé rồi thì uh, ta tích ra vào ta mở nó ra sau khi cài đặt xong nha mọi người thì cái giao diện của app được mở ra như thế này. thì cái app này hôm trước á, mình cũng đã chia sẻ với mọi người cách làm video 3 d là ta vào đây nha. còn làm anh tiếp ta vào đây thì hai cái tính năng này thì mình cũng đã chia sẻ với mọi người hôm trước rồi nha. thì bây giờ hôm nay ta làm chữ 3 d. hôm nay là ở bên đây là ghép hình. thì bỏ cái đây, ta tập trung về cái làm chữ 3 d là đây. ta lít vào đây nha mọi người. rồi, thì sau khi lít vào đó thì cái giao diện app nó ra như thế này. nha. ở đây nó có nhạc nha mọi người. thì ta mở lên ta xem thử nè nó như thế nào nha đó là nhạc rồi thì bây giờ mình nói về cái cái nhạc nó trước nha mọi người thì bây giờ là ta tích tích vào nè đây nhạc đây là nhạc của app thì nếu ta muốn ta muốn hiệu ứng chữ của ta rồi ta lồng nhạc vào thì ta thay đổi nhạc là ta vào đây nè bây giờ mình nói về nhạc trước nha ta vào đây thì sau khi tích vào đây xong thì cái này là thanh âm lượng của nhạc rồi ta muốn thay đổi nhạc của ta thì ta vào đây ta vào cái dòng dưới này nè dòng dưới nha mọi người ta tích vào thì sau khi tích vào cái dòng dưới xong á thì áp đưa ta đến những cái bài nhạc trong cái cái bộ trong cái bộ nhớ trong của ta nha thì bây giờ bằng bất kỳ bằng bất kỳ một cái bài nhạc nào ta thay đổi nó cũng được tại ví dụ ta lấy thử một cái tấm cái, cái bài nhạc này thì mọi người nghe nè À, bây giờ nhạc của ta đã được thay đổi Nhưng mà thôi, bây giờ mình làm không còn nhạc ha Bây giờ mình làm hiệu ứng chữ Thì ta tập trung vào hiệu ứng chữ, bỏ cái nhạc nó qua bên ha Rồi bây giờ ta tích vào đây, ta xem lại nha Thì ở đây là hai chữ Trung Quốc à, Hai cái chữ này là chữ Trung Quốc nha mọi người Ta muốn thay đổi hai cái chữ này ha, bằng cái dòng văn bản của ta à, Rất là đơn giản nha. Ta tích vào đây à, Sau khi tích vào đây xong Mọi người tích tiếp xuống ở dưới này Chỗ dòng này nha mọi người, ta tích vào đây thì tại đây, tại đây mọi người muốn viết cái văn bản gì của mọi người, ta vào ta thay thế cái chữ Trung Quốc này, thì ta viết nha Đó, đại khái. Rồi bây giờ mình không biết mình vào đây mình nói luôn nha mọi người. Rồi và sau khi có cái dòng văn bản của ta thay đổi rồi, thì ta lít vào đây ok nó nè nha, ok. Thì bây giờ mọi người xem này nha. Đó, dòng văn bản của ta đã được thay đổi. Rồi tiếp đến, ta lít vào đây, thì bây giờ ở đây cái chữ màu trắng nè ta muốn cho cái chữ nó màu gì cũng được ví dụ ta cho nó chữ màu vàng thì ta... hết thì ta bây giờ ta tích vào đây ta thay đổi màu cho chữ nè bây giờ ta muốn cho cái chữ màu vàng nè, ta kéo này ra đó, ta kéo này ra thì bây giờ mà, màu vàng nè ha đó ta kéo đây ta có đây là cái thành trượt này á thành trượt này nè nha đó, thì tùy theo mọi người nè đó, muốn màu gì? vàng lợt đậm gì đó nè, cái thành trượt của chọn màu thì cái đó mọi người quá ok rồi đúng không đó thì bây giờ sau khi chọn xong ta click vào đây ok nữa nè thì bây giờ ta thay đổi được cái màu vàng thấy không? Đồng ý cho nó nè, ta thay đổi được cái màu vàng rồi nha. Đó, thay đổi mới cái một màu vàng. Nếu ta muốn màu vàng hết, thấy không? Thì ta lít vào đây. Ta thay đổi ba cái này là màu vàng hết, ví dụ ha. cho màu vàng luôn nha. Ok. Đồng ý cho nó. Mọi người thấy ta thay đổi được hai cái nè, thấy không? đó hai mặt màu vàng còn màu trắng chính giữa màu trắng chính giữa rồi và bây giờ ta thay đổi hoàn toàn màu vàng hết ta lít vào đây màu trắng đây nha đó ta kéo đến màu vàng đó ok đó đồng ý luôn thì bây giờ mọi người xem nè đó cái chữ của ta được cái màu vàng đồng đó, đó. rồi bây giờ nè ta lít vào đây nè cái thanh trượt này cái thanh trượt này là độ dày ha dày mỏng của cái chữ nha bây giờ ta cho nó maximum ra nè đồng ý cho nó nè cho mọi người xem nè đó cái chữ ha cái thanh trượt đó là 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 cái chữ đó nó 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 dày lên thấy chưa rồi bây giờ ta cho nó mỏng lại nè ta kéo về ta cho nó mỏng lại là đây nha ok nó thì mọi người xem cái chữ của ta sẽ mỏng lại nè nha ok chưa rồi bây giờ ở đây á là cái nền đó là cái nền đen ở đây nó là ở đây là mặc định của nó là nền đen nha mọi người ta tích vào đây nè thì bây giờ cái nền đen này ở đây mình nói từng thành phần cho mọi người xin nghe nha thì bây giờ chẳng hạn cái nền đen này thì khi ta làm cái 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 video của ta ra thì ta không có thể mà ta tách nền cho nó được ở đây có cái nền xanh đâu mọi người ta tích vào ta chọn nền xanh thôi à, sau khi chọn xong ta click vào đây là ok đó thì bây giờ nền xanh của ta đã thay đổi này nha mọi người đó thay đổi được cái nền xanh thấy chưa thay đổi nền xanh để chi là mọi người biết rồi đúng không khỏi cần phải nói nhiều à, rồi tiếp đến ta lại vào đây nè thì bây giờ mình nói đó mình nói từng phòng ta muốn thay đổi chữ thay đổi màu cho chữ là ta ở đây à, ví dụ chẳng hạn như ở đây mình chọn cho một thay đổi một mặt chữ nó màu xanh đây mình lấy một ví dụ đó là đây ok đồng ý cho nó luôn thì bây giờ chữ của ta một mặt màu xanh này nha đó mọi người thấy chưa Rồi ta muốn cho cái chữ của ta một mặt màu trắng Thì ta vào đây Ta cho nó màu trắng Ví dụ Màu trắng nè Ok nè Đó mọi người thấy chưa Cái mặt chữ nó màu trắng không? Đó. thì bây giờ ta lít vào đây lại nè. Thì bây giờ mình nói thêm cho mọi người nè. Ở đây. Không? Ở đây là thay đổi màu chữ ba cái thanh trên này thay đổi màu chữ nè. À, còn ở đây là nền, ở đây là nền video ha. Rồi bây giờ ta thay đổi hiệu ứng cho nó. Nếu ta thay đổi hiệu ứng cho nó thì ta cứ lít vào đây, vào đây nha mọi người. Rồi ở đây nè, đó mấy cái dòng này là hiệu ứng của nó nha. Lọc qua, lọc lại, lọc tới, lọc lui, xoay qua, xoay lại là hiệu ứng của nó nè. Ví dụ ta thử cho một hiệu ứng này, ok nó. Ra mọi người đã nó xem nó, nó xoay qua khác lại ha, nó xoay hướng khác, đó, nó xoay cái hướng khác lại rồi ở đây thì mọi người cứ thích vào đây thì mọi người cứ thay đổi hiệu ứng cho nó đây trong bốn cái này mọi người cứ tìm tòi và thay đổi hiệu ứng cho nó thôi ta tích vào đây vào đây đại khái thay đổi hiệu ứng cho nó đó mọi người thấy chưa đó hiệu ứng nó đã thay đổi nè đó ta cứ đó thì mọi người nó nói chung nó rất đơn giản mọi người ta cứ vào đây bốn trong cái bốn cái này ta chọn tới chọn lưu hiệu ứng như thế nào là trong bốn cái này nè đó, trong bốn cái này nha đó. còn cái này là dày mỏng nè mình nói thêm cái này là dày mỏng nha còn ở đây ở đây là nền video còn lại thay đổi màu cho chữ nha đó mình nói vậy là mọi người đã nắm bắt rồi thê thì bây giờ chẳng hạn thì ta vào đây đó rồi ta vào đây ta thay đổi hiệu ứng bằng bất kỳ đó trong đây là mấy hiệu ứng của nó nè thấy không? ta thay đổi cho đó đó mọi người thấy không? nó lập tới lập nó nó xoay qua xoay lại thấy không? thì ta muốn hiệu ứng nào thì ta cứ vào đây đó thấy không? Đó, ta nói chung là vào đó là ta thay đổi hiệu ứng cho nó nha đó, ta cứ vào đây thì trong đây nè đó mình đã nói trong đây bốn cái này nè mọi người sàng táo sàng lui xào táo xào lui thì thay đổi hiệu ứng nó bằng cái này thấy không? bằng hiệu ứng này rồi và bây giờ nè thấy không? muốn cái chữ của ta bảy màu ha muốn chữ tao bảy màu thì ta cứ vào đây rồi bây giờ ta chọn hết thấy không? ta chọn hết cho nó màu trắng thì ta chọn hết cho nó màu trắng nha đã màu trắng rồi ok nó cái này ta chọn màu trắng luôn rồi ok nó rồi bây giờ ba cái nó chọn màu trắng hết nè ta đồng ý cho nó luôn nè nha thì bây giờ cái chữ ta màu trắng nè nha đó hoàn toàn chữ ta màu trắng nha à, rồi bây giờ mình nói về cái hồi nãy giờ rồi ha bây giờ nói tới cái việc lưu lưu lại là đây ha lưu lại là đây thì ta, ta tích vào đây nha đó thì mọi người chờ cái này nó chạy đến 100% nha đó, nó nó chạy sẽ nó chạy cũng lẹ lắm nó chạy sẽ đến 100% rồi sau khi nó chạy đến 100% đây là nó chưa lưu nha mọi người đó nó chưa lưu ta tích vào đây là lưu nè nha tích vào đây lưu nó lại đó bây giờ là video của ta đã được lưu xong nha đó, rồi ta thoát ra thoát ra rồi tiếp đến ở đây nha mọi người ở đây có một cái hiệu ứng chữ nữa nha mọi người ở hiệu ứng nó chữ chữ nó chạy đây mọi người thấy giờ ta lít vào nè đó thì bây giờ đây, xem có hiệu ứng chữ này này nó như thế nào nha đó thì cái hiệu ứng chữ nó chạy như thế này thì ta muốn thay đổi cái dòng văn bản của ta ta cứ vào đây đó. rồi ta viết văn bản thôi Ví dụ ở đây là mình nói là hai tiếng xăm xăm lại nha. Rồi ok đó. Rồi bây giờ mọi người xem này nha. Đó. Ta có thêm một cái hiệu ứng chữ này nữa nha mọi người. Đó. Thì bây giờ chẳng hạn như thay màu. Thay đổi màu gì đó. Ở đây là thay đổi màu cho chữ này. Rồi thay đổi nền nè. Thì ta, ta lấy một cái nền xanh. Ví dụ ha. Đó. Ok chưa? Đó. Thì bây giờ ở đây mọi người muốn màu gì. Đó. Ở đây nó màu đỏ với màu xanh ta muốn màu đỏ với màu vàng đi hay là một màu xanh nào bất kỳ hay là màu trắng đi ví dụ đó đại khái là đây cái app này nó rất đơn giản nha mọi người đó không? mọi người này xem nè đó chữ đã thay đổi được ha. nói chung là ta tích vào đây nè thì bây giờ ở đây nè mình nói với mọi người ở hai cái này là thay đổi màu cho chữ nha thay đổi màu cho chữ còn cái này là nói lại một lần nữa nha ở đây là nền thì trước khi ta ta làm là ta đã chọn nền xanh rồi, còn ở đây ta chọn hiệu ứng cho nó nè, chẳng hạn họ chọn hiệu ứng này, ta vào đây, đó, ta chọn cái chữ nó, nó chạy như thế nào, ví dụ ha, đại khái là vậy, đó. đó, cái chữ nó nằm vậy nó chạy vậy, ha, tiếp đến ta lít vào đây nè, ta muốn cho cái chữ nó như thế nào, đó. vào đây đi, ok nè, nó lật kiểu khác và hiệu ứng nó khác biệt nha mọi người rồi bây giờ mình nhắc lại một lần nữa là cứ ta cứ vào đây hả? thì ở đây hả? ở đây là thay đổi màu cho chữ nha ở đây thay đổi màu cho chữ và ở đây là cái nền đây ta chọn là tức như ta chọn nền xanh rồi thì còn cái này bốn cái này hả? ta cứ việc vào đây ta cứ việc vào đây ta chọn hiệu ứng cho nó ta thay đổi hiệu ứng cho nó là bốn cái này bốn cái này nha mọi người đây đây hả? đó chọn hiệu ứng cho nó nè nha đó còn cái này là cái thanh trượt này là cái đường nét đường nét và cái đường dày mỏng đó là đây. Đó mọi người thấy chưa? Ok chưa? Ta, bằng bất kỳ ta cứ vào đây nè. Đó, ta cứ vào đây, ta chọn hiệu ứng cho nó là thế là xong thôi. Rồi bây giờ mình thoát ra nha, thoát cái app này ra. Và rồi sau khi thoát cái app này ra xong, ta vào ứng dụng nè, ta tìm đến anh chàng Master ta tích vào Master nha mọi người. Và rồi camera được mở ra, thì ta bước vào dự án mới nè. Còn tạo ra luôn rồi và tiếp đến ta vào tài sản hình ảnh nè đang ta chọn cho nó một cái hình nền màu đen ha ta kéo nha nó dài ra một chút xíu đi mình làm một cái đầu mô một chút xíu thôi nha rồi ok rồi tiếp đến ta vào lớp nè ta vào phương tiện nè ta lấy cái video màu trắng chữ màu trắng của ta là hồi nãy đó nha là đây nè rồi ta cho nó xuống tìm đến cái tính năng cắt đây ta, ta cắt bớt nó đi cắt bớt ra cho mình dễ kéo cái chữ mình đã lớn ra chống gì hết nha cắt bớt nó đi rồi ok đó tiếp đến ta tìm đến tính năng gì là mọi người biết rồi chứ gì đúng không phím cho ma bật nó lên rồi bây giờ cái nền xanh của ta đã được xóa đi chữ của ta ta muốn kéo lớn nhỏ thì tùy theo tùy theo lớn nhỏ gì đó rồi đại khái là vậy đi ha rồi ok đó. đó rồi bây giờ tiếp đến ta lại vào lớp nè thấy không? Ta lại vào phương tiện nè Thì bây giờ ở đây á Mọi người muốn lấy cái video cũng được Mà muốn lấy ảnh Một cái ảnh cũng được Ví dụ ở đây ta có một cái video nè Đó Rồi Ta lại tiếp tục Ta vào màn hình phân chia nè Rồi nó lớn ra Tiếp đến ta tìm đến cái tính năng Pha trộn nè Ta tích vào nhân nè Thấy không? Đó bây giờ chữ của ta đã bảy màu mọi người thấy chưa? Rồi ok mọi người xem nhé. Ok, giờ hiệu ứng chữ của ta đã bảy màu, thấy không? Rồi bây giờ ví dụ ta không có video, ta bỏ cái video này đi nha. Ví dụ ta không lấy cái video. Rồi bây giờ ta bỏ cái video rồi nha. Rồi ta vào lại vào lớp nè. Vào phương tiện nè. Ta lấy một cái hình cũng được chứ không cần video. Hình nè ta lấy một cái hình thì cũng được chứ không cần video nha rồi ví dụ ở đây ta có một cái hình nè à, cái hình bảy màu nè ta lướt vào nè rồi ta cũng vào màn hình phân chi nè ta cho nó rộng ra nè tiếp đến ta kéo cái hình tại cái này là cái hình nè ta kéo nó dài ra tùy theo cái hình ta muốn kéo đâu là cũng được đại khái là vậy ha rồi tiếp đến ta cũng lại vào pha trộn nè vào nhân nè đó thì bây giờ mọi người thấy chưa À, của ta cũng được bảy màu nhưng bây giờ mọi người chạy nè đó, thì mọi người thấy chạy vậy đó nó cũng thay đổi màu vậy thấy không? nhưng mà bây giờ mọi người muốn cho nó sinh động thêm thấy không? thì ta lít vào cái cái tấm ảnh ta đưa xuống nè ta vào họ ảnh tổng thể nè ta cho nó xoay thấy không? ta cho nó xoay thêm thay ngược thay xuôi gì cũng được ta lít vào đó. giờ mọi người thấy chưa đó. không cần một cái video Đấy không? một cái hình ảnh cũng được rồi nào bây giờ mọi người xem nè nó cũng xe cũng đổi màu không? không cần cái video không? đó mọi người thấy chưa đó. rồi thì bây giờ ví dụ như cái thời lượng này ta muốn kéo dài ra bao nhiêu thì ta kéo nè đó cái ta, tại cái này là cái ảnh nè đó ta muốn kéo ra bao nhiêu ta kéo nè đó tùy theo nè nói chung không cần video bảy màu một cái ảnh bảy màu ta cũng làm nó sinh động lên đó. ok chưa là mọi người xem lại một lần nữa nè nha và rồi video chia sẻ của mình đến đây cũng đã kết thúc chúc mọi người thành công và cố gắng giữ gìn sức khỏe nha mọi người hẹn gặp lại mọi người trong những video sắp tới ok đó đơn giản thôi ta đã có được một cái chữ hiệu ứng bảy màu bà đề theo mọi người đó nó quá là đơn giản nha ok